chào cả nhà nha. Bữa nay là mùng 1 Tết, gia đình của mình á, treo cái cây lộng nè các bạn. Má lấy chưa? Chưa. Bây giờ cô lại lấy chứ, má lấy trước đi. Nè, cái cô Út á, cổ nói là cho mỗi người một cái bao thơ lộc. Trong đây là có cái gì ta? Giấy số, rồi có tiền trong đây nữa. Đó. Thì hên xui, coi người nào trúng số. Hy vọng là hên không đi. Nè các bạn ơi, đẹp quá nè. Đó, sáng bữa mùng 1 Tết, má mình ngồi đây xem tivi. Má, má, má chào cả nhà đi má. Má ừ. Nè các bạn ơi, ôi nè, lọc bao lì xì, năm nào cũng có lọc hết các bạn ơi. Hồi năm ngoái thì mình trúng được 6 đô. Đó, năm nay không biết trúng được nhiều. Năm ngoái được 6 đô. Má ơi, má lấy trước đi má. Má, má lấy trước đi, má lấy lọc trước đi. Má lấy đi. Sao đứa nào lấy má không lấy? Bây giờ nhiều cái tấm giấy số trong đây á các bạn, mình không biết lấy tấm nào luôn á. Má, 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 con lấy tấm nha. Má, con lấy tấm nào? Con không biết tấm nào trúng nữa, con không biết lấy tấm nào nữa. Bé trúng được 500 á. 500 đô luôn hả má? Trời ơi, bây giờ cô Ngọc cô treo, con không biết lấy tấm nào. Tấm nào trúng? Ông bà chỉ cho con đi tấm nào trúng. Nè các bạn, cái này là tiền vô như nước nè. Thôi mình lấy tấm này đi ha. Tấm này nha má. Má, con lấy tấm này nha. Cô Ngọc ơi, chị lấy tấm này nha cô Ngọc. Quay phim làm bằng chứng. Má, con lấy tấm này nha. Má cầm cái đi đang cho con. Thôi, không cầm nữa. Má không cầm hả? Vậy là cái lọc này của con nha. Nè các bạn ơi, nè. Có giấy số nè. Để mình khui ra luôn đi. Nè các bạn, lọc. Lọc giấy số. Số các bạn ơi. Rồi, mừng quá, hy vọng là trúng đi. Bây giờ con bỏ vô túi con. Để đầy điền chút bỏ vô túi. Má cười cười. Nè các bạn ơi, Tết á, có gì nữa hả? Có bánh mứt nữa nè. Cái hộp này ngon quá các bạn ơi, cái này bao nhiêu tiền đồng? 4 mấy đồng. Cũng như 45 đồng. Các bạn, một mâm luôn ha, bánh mứt ngon quá nè. Có gì chè này kia tầm lum luôn nè. Kẹo theo lèo, hạt sen, mứt khoai lang, mứt gừng. Rồi có bánh. Cũng như là 45 đồng một chậu. Chậu bánh này, hộp bánh. Rồi phim ăn ngủ được không? Má ngủ được không? Tết á, má ngủ được không? Má ngủ ngon không? Ngon không? Má ừ. Ủa chú Huệ đồ đâu rồi má? Nó đi chợ rồi. Chú Huệ đi chợ không má? Bây giờ sáng đó, các bạn thấy không? Tết bên Mỹ đó, sáng ai cũng đi làm hết. Đó, có một mình mẹ mình với cô Út, ý cô Yến ở nhà thôi. Đó. Bây giờ sáng sớm mình lên lấy lọc sớm. Ông bà ơi, phù hộ độ cho con lấy lọc trúng số nha. Đừng mua nhà ở. Nhà mình nấu được cơm nhỏ xíu à. Má có gửi lời thăm dì ba không? Hả? Dì ba chị của má bên Việt Nam đó. Chị với cậu á, má chúc Tết em út của má đi.
em trai á, em trai Út của má bên Việt Nam đó, cậu Út á với cậu Mừ á. Cậu Út ơi, cậu Mừ ơi, dì ba, dì Út, à cô, cái gì, dì Dượng, rồi cậu mợ. Má con bên Mỹ ăn Tết năm nay là má con vui vẻ. Hồi phi này cũng có đốt pháo, rồi cũng có ngắm nhìn pháo vui một chút. Rồi bây giờ gia đình cô chú đi làm hết rồi đó, còn má ngồi ở nhà chơi vậy đó. Đó, bây giờ con lên con nhận quà rồi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Mua vé số thì trúng nha các bạn. Bây giờ mình nhận được tấm vé số rồi. Để nữa về dò thử coi trúng không. Bye cả nhà.